Lúc đầu á là Hen đặt mục tiêu là trong vòng một 1 năm cơ đúng không? Một năm. Một năm mới xong mục tiêu là 5 hecta. Đây không ngờ là chỉ trong vòng có vài tháng thôi Dạ. mà. Trời, rất là cảm ơn Hen. Lúc đầu á là Hen đặt mục tiêu là trong vòng 1 năm cơ đúng không? Một năm. Một năm mới xong mục tiêu là 5 hecta. Đây không ngờ là chỉ trong vòng có vài tháng thôi mà hoàn thành rồi. Em có thể chia sẻ về cái hành trình là làm thế nào mà việc này lại diễn ra rất là nhanh và thần kỳ như vậy? Em nghĩ là đây là một cái sự ủng hộ của thiên nhiên đó, để giúp sức để Hen có thể kết nối, lan tỏa những người mà có tình yêu ở bên trong sẵn với thiên nhiên, để họ có một cái cơ hội để được biết đến và chia sẻ cùng với Gaia, cùng với dự án của Gaia trồng những phủ xanh lại khu rừng lim. Như tất cả mọi người có thể thấy là đợt trước khi mà Hen trồng, Hen có chia sẻ một cái video là Hen trồng lim xanh và dũi xanh ở đây. Rồi Hen có nói là phải hoàn thành 5 hecta rừng theo như là cái cam kết mà mình mong muốn. Thì may mắn quá, sau khi mà Hen đã trồng đợt 1 là gom tiền trên Facebook, trên YouTube của mình, thì đã kiếm được 1 hecta đầu tiên. Xong tiếp theo là Hen có thêm 1 hecta nữa, là được 2 hecta. Xong khi mà quản lý của Hen có chia sẻ với điều này với cô Trang á, thì cô Trang rất là vui luôn. Tháng cách đây thì nói chuyện với trợ lý của Hen, thì bạn ấy nói là cô ơi, Hen đang làm, Hen đang vận động trồng cây mà Hen phải vận động tới 5 hecta mà hàng năm thì mấy anh chị vận động cho Hen được, nhưng mà năm nay là Hen vận động mà mọi người khó khăn quá, cho nên là Hen tự vận động và tự để dành tiền được 1 hecta 2 hecta gì đó, cho nên bây giờ còn đang thiếu. Cái cô nói thôi để cô phụ cho, tại vì cô nghĩ là cái trồng cây nó rất là quan trọng. Giống như chị Huyền nói là cô cứ thấy cháy rừng, mà mỗi lần cháy rừng mình thấy mình đau lòng lắm, tại mình biết rừng đã làm cái gì cho con người, mà khắp nơi trên thế giới ở đâu cũng thấy cháy rừng. Cái mình nóng ruột quá, mình không biết làm sao. Thì cô thứ nhất là cô nghe như vậy, xong rồi cô nhớ là cháy rừng. Và cô nói là mình phải ủng hộ cho cái cô hoa hậu này. Ngoài cái việc ủng hộ, nhưng mà cũng rất là tấm lòng của JRB đối với đất mẹ. Thật sự là ngày hôm nay đối với Hen, Hen rất là xúc động. Một năm đồng hành với Gaia, đi trồng rất là nhiều khu rừng khác nhau, và mình rất là nhiều tâm huyết, và mình luôn đi kiểu với Gaia thôi. Và đây là lần đầu tiên mà mình được có chị gái của mình, chị Hằng đi, rồi bé Tiên nữa, mình hay gọi là em, những người em trong cuộc thi Hoa hậu, rồi có một người cô, những người đã dẫn dắt cho Hen có được cái ngày hôm nay. Hen kể với chị Huyền là GIV là một cái nơi mà đã giúp cho Hen phát triển, giống như cô nói là trồng người, đã giúp cho Hen có thể lấy được cái sự tự tin và phát triển và làm tốt nhất ở tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, đã giúp đỡ Hen rất là nhiều. Hen được gặp với Gaia trong những cái lần đầu tiên, Hen chỉ là những cái mầm mống. Tại sao Hen lại yêu cây? Tại vì hồi xưa Hen ở Buôn Mê Thuột, ở trong Đắk Lắk của mình đã rất là quen thuộc, đã sống với cây, hay trò chuyện với cây. Đôi khi mình cảm giác là mình là giống như ngoài cây ra, chắc là mình sẽ rất là ít cái người mà có thể lắng nghe mình. Thì khi mà đi với chị Huyền, mình được chị Huyền chia sẻ rất là nhiều từ những cái chặng, cái lần đi đầu tiên. Và mỗi lần đi như vậy luôn luôn cam kết là mình sẽ đi nhiều hơn. Mình luôn hỏi chị Huyền là chị ơi, trong những cái trận chuyến đi tiếp theo của mình là ở đâu. Và chị Huyền luôn luôn chia sẻ. Và năm nay là năm mình quyết định là muốn sẽ đóng góp một cách thiết thực hơn. Cảm ơn cô Trang cũng như là cảm ơn Hen đã có tạo cho tụi em có những cái động lực để tiếp nối thêm. Và hy vọng là sẽ có nhiều chuyến hành trình cùng với cha, cùng với lại bảo tồn rừng khắp cả Việt Nam nữa. Và ơi, nhiều cảm xúc quá. Thì chị Hen có chia sẻ rằng là một khi mà bạn đã là hoa hậu thì suốt đời bạn sẽ là hoa hậu, và những cái trách nhiệm và những cái nghĩa vụ và những cái sự cống hiến vẫn sẽ đi theo với mình suốt cả cuộc đời. Và em luôn luôn nhớ như y những điều đó trong đầu. Đi trồng tiếp nè. Và ngày hôm nay là đã rất là đông người luôn nha. Thank you.
trượt xuống cũng được luôn á. Yeah, hay quá. Người đẹp đâu có cần phải đóng góp tiền bạc hay cái gì đâu. Mình tới mình đóng góp công sức và lan tỏa, nó là một cái điều tuyệt vời rồi. Hèn nghe được cái câu đó, nhưng mà Hèn nghĩ rằng là nếu mình có, mình đóng góp hết mình nhất của mình, có thể là mình không có quá nhiều, nhưng mà mình đóng góp từ những cái mà mình gọi là dành tình cảm nhiều nhất để mình có thể đóng góp và lan tỏa, nó sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Sau này đơn giản là mình chỉ tới mình tham dự và lan tỏa những cái điều đó. Tất nhiên lan tỏa là một cái điều mà rất là nhiều người đẹp luôn luôn làm những cái điều đó. Đó là những cái điều mà trong từng ngày, mỗi ngày của Hèn, Hèn được học hỏi, Hèn được gặp gỡ rất là nhiều người khác nhau mà dạy cho Hèn những bài học vô cùng quý giá trong cuộc sống. Trời, cảm ơn Hèn rất nhiều nha. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn chị Huyền. Cảm ơn Gaia. Cảm ơn các bạn đội ngũ rất là nhiều luôn, đã đun hết mình để lan tỏa tình yêu này. Hy vọng là lửa của mọi người với thiên nhiên, kết nối những người yêu thiên nhiên tiếp tục được lan tỏa, lan mạnh hơn nữa. Và cảm ơn những người đã đồng hành, đã hỗ trợ, đã chia sẻ những cái cây kiểu đóng góp cá nhân cho Gaia. Mọi người vẫn có thể đóng góp cá nhân cho Gaia những cái cây, và nhớ là phải gửi lại những cái gì đó, ví dụ như là những cái điều mà mọi người mong muốn trên cái cây đó, lời yêu thương để gửi cho Gaia nha. Và nếu mà mọi người yêu quý cả Hèn thì khi góp đây có thể để chữ Hèn ở trước cái cú pháp góp cây nha. Có luôn hả chị? Có luôn, để chữ Hèn nữa là sẽ biết đấy là những người đã yêu thương Hèn và góp cây cho khu rừng này đó. Cảm ơn mọi người. Ok.